Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Oh my god. Mớ này con đừng có nê lít à, bịp thật. Ăn đù. Được rồi đó đấy. Ăn mà chanh nước nhiều quá quay đấy. Làm như nào để con vô ly có đồ dạy anh à? Lấy loại này là được nha. Ui, cắt trả đi. Tốt. Ui, biết kiếm đi. Ui, ui, con này ha. Tập trung chơi tí anh em nhé. Nanh được này. Ui giời, ui. Oh my god. Ui. Yeah, luôn. Từ nha. Giờ đồ này thì làm cái đồ này luôn được này. Tức là đi chợ nhặt cái xuồng zin. Chẳng có hóa hình à? Cứ đánh chửi thắng đi được chắc. Cậu chấm mà. Ui, nhà này cắt hai cơ. Cho con cắt cầm một bếp. Ý ứng bán. Ui, con cát cầm cái kiếm đầu game mạnh đi. Ui, ba liên hoàn, cun 2 sao chứ. Đùa đâu, gặp lớn nhà mạnh nhất. Nhà này thì 4 bánh ngọt, có gì nick. Nhà này cũng cát à. Rồi, hai nhà đánh chung cát, đẹp. Nhà này đang hốp đánh gì đây? Đang hốp đánh xin ra. Ôi giời ơi, lobby toàn quay nhau này. Thua trận nữa đi. Thua đi được không? Thua đi, đi nhặt đồ cái. Ulti phát nữa hay thua. Ok đẹp. Xin 5 máu à. Cái nhà này mình đấm đau quá thì mình lại đi xuống nhặt trước chứ. À đi xuống nhặt sau chứ. Ờ nhà kia chứ. Xin mắt đâu. Xin mắt 1 tiền. Ừ. Mình mà nghèo lắm. Đánh lại thử thắng đi. Giờ về mà 5 kỳ quái thì đánh 5 kỳ quái. 14 lần rồi. Đây à. Cái này à, trốn lắm. Không lấy đâu. Lấy cái này chết đấy. Giờ đánh lại cái chủ tháng 3 là đẹp rồi.
trận này hơi nghèo đấy. Ôi thôi xong quá à. Nhìn cắt xa đi ngấy thế. Tiến đứng ngoài anh em ơi. Tổ chức eSports giống của Gam ở Việt Nam. Tuần này ở bên Philippines chủ yếu là đánh Dota với lại Mobile Legends. Đã leo danh à? Không, không phải nha. Đã này với giải leo danh khác nhau đấy. Ngon. Lấy là mình sợ gặp cái người này. Người nhà này cũng mất tuổi rồi. Lấy cái này là chắc nhỉ. Hèn hèn tí đi. Giờ mình cứ lên cấp thôi, mình không dôn đâu. Ui, cái mặt phải nó không quá hết. Quá hết. Giờ có 3 cái Nico rồi. À, cắt xe đi mà thật. Thua luôn. Cái quần quẹt để không xin ra phát. Đu hai đẹp luôn. Xin ra lấy hai loại này chết chắc còn gì nữa anh ạ. Máu không đép được thì cầm hai loại này bách gì. Đã quên không xếp thì còn xin ra chút số rồi. Ố chưa. Tí tháo sau rồi nhỉ. Tí kiểu gì cũng tháo được. Không phải lo. Đi tháo một cái ra cho quần đấy. Galio 3 luôn. Nhà này được 2 con sinh ra. Ui
một hit nữa thôi. Cái ông này từ lobby ngoài lại cũng vào đánh chung với mình, là cũng đánh thêm sinh ra. Cái ông này là ở ngoài vào ấy chứ, ông nào cài vào ấy chứ. Nhà này gặp mình sống thêm một cơn này. Hai con nữa thôi. Quên không tháo được cả đồ con này. Để tháo cả đồ con vách ấy. Tháo xong cho con modder. Nhưng mà để vách tanh cũng được. Không sao anh em ơi, con vách người tanh cũng được. Nó lên con đường con elite rồi, bịp thật. Tranh đứng nhiều quay đấy. Spread.
À, có nhà 6 bánh này kinh này. Có 6 bánh này, này nổ hũ là kinh á. Tên sau gặp luôn đấm chân luôn nhé. Để ông này này xấu. Không gặp rồi. Lấy đồ tanh nhé. Lấy cái này đi. Cho con này ulti cho nhanh. Ông bánh ngọt này nó đổ vũ thế nhỉ. Tôi chết rồi, 1.700 số rồi. Thế là em thua cả cái ông này. Số 1 rồi. Xuân mùa đánh nhau đánh chắc. Nhà này lại thắng à. Làm như nào để con Goli có đồ dạy anh à. Lấy loại này là được nhá.